Xin chào các bạn, rất vui ngày hôm nay mình lại có dịp ngồi đây tham gia buổi chia sẻ live stream cùng tất cả các bạn. Hơn hai ngày nữa thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình là ca sĩ Phan Ngọc Anh. Anh Phan Ngọc Anh là một khách hàng rất là thân thiết của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ. Ngày hôm nay đến đây tham gia cùng với hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ trong buổi live stream này thì anh sẽ cùng với mình có những cái trò chuyện, chia sẻ, giao lưu, trả lời câu hỏi với tất cả các bạn. Ngoài ra thì sẽ là rất là chờ đón những bài hát cũng như là những sáng tác của anh chia sẻ tới tất cả các bạn. Các bạn hãy cùng like fanpage, share video và tham gia những câu hỏi, những câu trả lời đúng sẽ giành được những phần quà rất là lớn. Anh Hoàng Anh. Phan Anh xin chào mọi người. Hôm nay mình rất là vui mà khi được nhận lời mời của bên máy tính tốt 24 giờ. Cho chúng tôi quản lý đây để giải đáp cho mọi người những cái thắc mắc trên những cái máy tính cá nhân của mọi người. Và để cùng với chương trình thì hôm nay cũng sẽ gửi đến mọi người những ca khúc mà cũng đang có trên hiện nay của anh. Hôm nay thì các bạn hãy là tham gia với buổi live stream của mình và anh Ngọc Anh. Rất mong các bạn sẽ like thật nhiều, thả tim thật nhiều để có nhiều bạn cùng có cơ hội tham gia và chia sẻ với tất cả chúng ta. Các bạn hãy lưu ý là buổi chia sẻ này chúng ta sẽ có, mình sẽ vẫn là đóng vai trò là người giải đáp những thắc mắc, trả lời những câu hỏi của tất cả các bạn. Ngoài ra trong chuyên suốt nội dung của buổi live stream, anh Hồng Anh cũng sẽ dành những cái ca khúc của anh cũng như là trả lời những cái giao lưu, câu hỏi giao lưu của tất cả các bạn. Những phần quà rất là hữu ích cho việc sử dụng máy tính của các bạn là chuột, bàn phím, phần mềm thì virus sẽ dành cho những ai có những câu trả lời mà đáp ứng đủ 3 tiêu chí: like fanpage của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ, chia sẻ video và trả lời đúng câu hỏi của chương trình. Hiện tại thì đã có những ai đã tham gia buổi live stream ngày hôm nay ạ? Mọi người có thể cần những cái thông tin thì mọi người có thể trao đổi với bạn Lý để bạn Lý có thể giải đáp cho mọi người. Mọi người có thể comment trực tiếp trên hệ thống và hệ thống sẽ có người xem comment của mọi người. Đã có anh Hồng Anh đã có 10 bạn tham gia cũng như là đang theo dõi buổi livestream này rồi. Mình muốn là nhiều bạn có thêm nhiều bạn tham gia buổi livestream nữa, nhiều bạn xem hơn nữa. Khi nào mà có 50 người xem thì mình bắt đầu chia sẻ, cũng như là các bạn đừng quên là mình vẫn sẽ giải đáp những câu hỏi của tất cả các bạn nhé. Các bạn hãy cùng comment ở dưới này để có những câu trả lời. Mọi người có thông tin thắc mắc gì về máy tính hoặc là cái gì đó liên quan đến máy tính thì mọi người có thể trực tiếp hỏi Lý và Lý sẽ giải đáp cho các bạn. Chào chị Quyên nhé. Cảm ơn em hôm nay lại đồng hành cùng với chương trình live stream. Quyên hay là các bạn hãy cùng chia sẻ nhiều hơn nữa đi ạ, để buổi live stream của chúng ta có được nhiều người xem hơn cũng như là có cái đông đảo các bạn tham gia hơn. Đang có 12 người xem rồi đấy. Các bạn rất là mong các bạn tham gia cũng như là cái cơ hội có thể giao lưu cùng với em Phan Ngọc Anh cũng không phải là dễ. Thực sự thì thời điểm hiện tại được biết là kế hoạch công việc của anh cũng như là lịch tham gia các đợt diễn, các chuyến lưu diễn của anh rất là dày đặc, nhưng mà anh vẫn sắp xếp thời gian để có thể ngày hôm nay ngồi đây cùng tham gia với tất cả mọi người. Mọi người đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Chị Quyên đã có câu hỏi dành cho chương trình. Chị Quyên,
Cho em hỏi là máy của em dạo này hay bị nháy màn, không biết là do nguyên nhân gì anh ơi. Cảm ơn câu hỏi của em. Anh xin trả lời em là cái tình trạng nháy màn đối với màn hình của laptop thì nó có khá nhiều nguyên nhân. Có thể là do nguyên nhân đầu tiên có thể kể ra là do màn hình của máy tính của em nó đang gặp trục trặc. Trục trặc có thể là do lỗi, do panel màn bị lỗi, do cái nguyên nhân có thể dẫn đến trực tiếp cái lỗi này có thể do là máy của mình tuổi thọ của sản phẩm đã đến thời điểm nó bị khấu hao. Ngoài ra là do quá trình sử dụng em để va đập, để do chất lỏng nước hay chất lỏng can thiệp vào. Đấy là đầu tiên là do nguyên nhân do màn hình. Ngoài ra có thể nguyên nhân là do cáp màn hình. Cáp màn hình là thiết bị kết nối tín hiệu từ mainboard lên màn hình. Cái linh kiện này thì cũng hay rất là hay gặp bị lỗi trong trường hợp là chúng ta sử dụng mà chúng ta bảo quản thiết bị không tốt thì cũng rất hay bị lỗi. Ngoài ra cái nguyên nhân nháy màn còn có thể là do đơn giản nhất là do phần kết nối giữa các thiết bị đang gặp vấn đề. Đơn giản em hiểu là do bị lỏng cáp ấy. Thì cái giải pháp là gì, nếu như không trực tiếp kiểm tra được thì em có thể mang máy qua trung tâm của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ. Kỹ thuật viên sẽ sẵn sàng kiểm tra và tìm hiểu ra nguyên nhân chính xác để giải đáp cho em, cũng như là đưa phương án xử lý cho em tốt nhất, nhanh nhất. Hy vọng rằng là có cơ hội sớm có thể là xử lý giúp em nhé. Cảm ơn chị Quyên. Xin chào Thu Thu nhé. Hãy cùng like fanpage chia sẻ video này để các bạn có cơ hội trả lời những câu hỏi và giành được phần quà của buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay kết hợp với thì Phan Anh cũng là một người khách mời, cũng là một khách hàng thân thuộc của sửa chữa laptop 24 giờ. Phan Anh mong muốn là mọi người sẽ cùng những người yêu quý Phan Anh để cùng giải đáp những cái thắc mắc của mọi người. Mình sẽ trực tiếp trả lời cho các bạn. Sau đấy thì có những phần quà rất là hấp dẫn để dành tặng với mọi người. Các bạn cùng đặt nhiều câu hỏi hơn nữa đi ạ, để mình có thể giải đáp cho các bạn ạ. Ngoài ra thì trong nội dung buổi livestream này thì các bạn cũng có thể là dành những yêu cầu về những ca khúc, những bài hát các bạn yêu thích và muốn là Phan Ngọc Anh có thể là dành những bài hát đó để dành tặng cho tất cả các bạn. Các bạn hãy comment những cái ca khúc các bạn yêu cầu, cũng như là kêu gọi những người thân bạn bè của mình cùng tham gia livestream, cùng tham gia chia sẻ nhé. Xin chào Nguyễn Tuấn Anh nhá. Chào Phan Dũng. Đã có nhiều người tham gia livestream hơn rồi đấy anh ạ. Phan Dũng và Tuấn Anh Nguyễn, các bạn có câu hỏi gì muốn dành cho mình cũng như là dành cho anh Phan Ngọc Anh không ạ? Các bạn muốn nghe những ca khúc thì chúng ta hãy cùng chia sẻ nhiều hơn nữa để có nhiều người xem. Khi nào đạt chừng tầm khoảng 50 người trực tiếp xem thì chắc chắn anh Phan Ngọc Anh sẽ dành những ca khúc của anh dành cho tất cả các bạn. Mọi người cùng xem và like và share nhé. Anh Hoàng thì chắc hiện tại là một khách hàng rất là thân thiết của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ. Là anh thấy thôi thì thời điểm hiện tại máy tính, điện thoại hay máy tính bảng là những vật dụng thiết yếu hàng ngày đối với tất cả chúng ta. Thì anh Hoàng Anh cũng không nằm ngoài xu thế chung của giới trẻ, anh cũng sở hữu cho mình những chiếc máy tính laptop, MacBook và cũng như là cả điện thoại nữa. Thì chắc chắn là trong quá trình sử dụng hàng ngày cũng anh cũng có những cái băn khoăn, có những cái trục trặc không may khi mà một ngày không đẹp trời nào đó máy tính hay thiết bị của mình nó bị hỏng, đúng không anh? Thì không biết là nếu như mà trước đây khi mà chưa biết đến sửa chữa laptop 24 giờ, một vài năm trước thì khi mà anh gặp những trục trặc này thì anh có lo lắng lắm không? Anh có cho mình cái phương án nào đó để xử lý không, hay là cũng giống như nhiều bạn là
không biết làm thế nào cả, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Anh nhà trường bị vấn đề thế thì anh là một khách hàng quen thuộc của sửa chữa laptop 24 giờ, cũng rất là vinh dự. Thì qua đây mình có thể được trao đổi với các bạn, các bạn rất là nhiệt tình giải đáp cho mình và những cái thắc mắc mà cũng như là máy của mình bị hỏng ấy. Thực chất là anh Ngọc Anh cũng như nhiều bạn đã là khách hàng thân thiết của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ, thì thông thường thì trước khi đến thì mọi người chắc chắn là sẽ chưa đặt những niềm tin chắc chắn đối với tất cả các dịch vụ cũng như là đối với các vấn đề hoạt động và dịch vụ chung của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ. Nhưng khi đến mà được đón nhận cũng như là được phục vụ, được tư vấn nhiệt tình cũng như là đưa ra những cái phương án, những cái giải pháp giúp cho máy tính của chúng ta đang từ khi gặp trục trặc có thể trở nên ok, sử dụng trơn tru mượt mà hơn, thì đó cũng là cái cầu nối giúp cho trực tiếp là ví dụ như là anh Ngọc Anh trước đây là những người chúng ta chưa từng biết nhau, đến qua việc chúng ta đến sửa chữa máy sử dụng dịch vụ chúng ta đã từng biết nhau và bây giờ trở thành những người thân thiết. Rất hy vọng là các bạn có thể giới thiệu các dịch vụ của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ tới những người thân bạn bè để các bạn có cơ hội đến để trải nghiệm cũng như là được phục vụ bởi trung tâm của bên mình nhé. À, đang nói nhiều bạn dành câu hỏi nữa. Ngoài ra đấy thì anh Lý sẽ trả lời những câu hỏi của mọi người và Phan Anh cũng muốn là cho nó không không khí thì Phan Anh cũng sẽ gửi tới mọi người những ca khúc mà Phan Anh đã có những sản phẩm của mình sẽ gửi tới mọi người. Không là mọi người sẽ theo nhận. Anh Hoàng Anh, các bạn đã tham gia và dành nhiều câu hỏi này. Em thấy có bạn bạn Việt Nam ơi, chắc chắn là bạn không những hỏi được một câu đâu mà có thể là hỏi được rất nhiều câu hỏi đấy. Mình sẵn sàng trả lời cũng như là giải đáp những thắc mắc của bạn nhé. Và cả anh Phan Hoài đây cũng thế, anh luôn sẵn sàng để giải đáp nhiều câu hỏi của các bạn. Bạn Minh Mạnh Mẽ có dành một câu hỏi: laptop của mình là Dell Virtual 3560, bàn phím bị hư và hai thanh RAM chỉ nhận một thanh. Mình hiểu câu hỏi của bạn là muốn trung tâm cũng như là muốn trực tiếp mình có thể giải đáp cho bạn là máy tính của bạn đang gặp vấn đề như thế thì nó là nguyên nhân do đâu, đúng không? Thì mình xin trả lời nhanh cho bạn như thế này. Đối với trường hợp mà bàn phím bị hư ở đây thì có rất nhiều vấn đề. Có thể bạn đang đề cập tới là chúng ta bàn phím không sử dụng được một hoặc một số nút, hoặc bàn phím không sử dụng được các chức năng nút giống như thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Ví dụ như là nút chữ A gõ là đa dụng là nút chữ B chẳng hạn. Đấy là một vài cái vấn đề trục trặc. Hoặc là bàn phím tự động nhấn nút khi chúng ta không ấn. Đây là cái hiện tượng rất là gặp phổ biến đối với các bàn phím của máy tính và máy tính laptop cũng thế. Thứ hai là hai thanh RAM chỉ nhận một thanh. Thì về cái nguyên nhân dẫn đến lỗi này có hai vấn đề. Một là cái thanh RAM không nhận đang gặp trục trặc là gọi là bị lỗi. Hai là khe cắm thanh RAM đó, tức là cái phần tiếp nhận thanh RAM được gắn liền trên mainboard của máy tính đang gặp trục trặc. Thì ở đây nếu như mà chúng ta có thể test rất đơn giản thôi là dùng thanh RAM đang nhận còn lại cắm vào chính cái khe RAM mà đang gắm thanh bị lỗi ở trên, thì chúng ta kết luận được là do thanh RAM của bạn bị lỗi hay là do máy tính cái phần khe cắm RAM đang bị lỗi. Khi biết được nguyên nhân rồi thì thường thường đối với những nguyên nhân này thì khách hàng không trực tiếp tự xử lý cũng như là tự sửa chữa được, mà các bạn cần có sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật, thì rất sẵn sàng chào đón các bạn. Có thể bên mình sẽ giúp các bạn một lần nữa rà soát lại xem chính xác nguyên nhân lỗi có đúng như thế không. Thứ hai là đưa các bạn các phương án là sửa chữa hay là thay thế phù hợp nhất với điều kiện tài chính cũng như là thời gian và cái nhu cầu của các bạn. Em xin chào chị Nhung Nguyễn. Chị có nhu cầu thắc mắc gì về chiếc giấy dụ chị hay là máy tính của mọi người thì có thể quản lý lên sẽ trực tiếp trả lời mọi người. Xin chào Hoàng Tuấn CEO nha. Hy vọng hôm nay em cũng sẽ share video livestream và tham gia trả lời đặt những câu hỏi hơn để anh có thể chia sẻ và giải đáp. Ủa, có rất nhiều các bạn đang có comment lên Hoàng Anh này. Anh có cả fan hâm mộ ở trên này này. Bạn Quý Ngọc Vũ cũng có dành câu hỏi em không anh ạ? Bạn có hỏi em là laptop của bạn là Dell Virtual 1450
vì đứt dây wifi. Wifi bắt rất yếu. Em có ra sửa một số quán nhỏ nhưng không được. Nếu phải thay thì hết bao nhiêu tiền vậy anh? À, trường hợp này của em là bị đứt dây wifi thì có hai giải pháp chỉ lý cho em. Là có thể chúng ta nối lại dây wifi, và phương án thứ hai chúng ta thay hẳn một bộ dây wifi khác. Ở cả hai giải pháp này thì chi phí đều là không đáng để em không quá lo lắng đâu, bởi vì chi phí nó không quá lớn. Trong trường hợp chúng ta nối lại thì anh có thể mời em qua một trong các trung tâm mà em của hệ thống sửa chữa laptop bây giờ mà em cảm thấy gần và tiện đi lại nhất. Trung tâm sẵn sàng giúp đỡ em hoàn toàn free chi phí nối lại dây wifi. Còn trong trường hợp mà em muốn thay dây bộ dây mới thì có rất nhiều máy bên anh đã từng thay được dây wifi và sử dụng rất là tốt cái hiệu năng của wifi, thì bên anh cũng sẽ giúp em là thay một bộ dây wifi với chi phí rất là hợp lý thôi. Chi phí nó chỉ nằm trong khoảng không quá 200 ngàn, chỉ tầm 100 đến 200 ngàn thôi nhá, quý Ngọc Vũ nhá. Hy vọng là em sắp xếp thời gian đưa qua trung tâm để có thể là giúp em hàng hoặc là thay dây wifi mới. Cảm ơn Vương Đức Tài. Vương Đức Tài cũng dành ra câu hỏi, hình như là bạn cũng đã từng gặp anh ở hệ thống sửa chữa laptop bao giờ rồi phải? Thì bạn cũng đã câu hỏi là lâu lắm mới nhận ra, chắc là đợt này anh Ngọc Anh thay đổi về diện mạo, cũng như là anh đang chắc là chuẩn bị cho nhiều cái dự án âm nhạc mới nên anh làm mới mình một chút ấy. Thì bản thân mình cũng là người có dịp nhiều dịp được tham gia cũng như là tiếp xúc anh Ngọc Anh tại hệ thống sửa chữa laptop bao giờ. Mỗi lần gặp anh thì là một cái diện mạo khác nhau. Các bạn có thể share và like nhiều hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa và thả tim nhiều hơn nữa được không? Bởi vì hiện tại là số lượng người theo dõi đang mình thấy là đang không được vui lắm, bởi vì các bạn đang chia sẻ yếu quá. Nhiều người hơn nữa để các bạn, để hôm nay mình cũng như là anh Ngọc Anh có thể là dành những ca khúc của anh Ngọc Anh và dành những cái kiến thức mà mình đang có, những kinh nghiệm mà mình đang có chia sẻ với các bạn. Các bạn hãy chia sẻ nhiều ạ, chia sẻ nhiều hơn nữa, thật nhiều ạ. Chia sẻ nhiều hơn, like tim cho mọi người ạ. Thả tim nhiều hơn nữa. Tại vì Phan Anh mong muốn là sẽ giúp mọi người sau những cái giờ làm việc căng thẳng, để mọi người có thể xả chết và những câu hỏi mà bạn lý bạn ấy câu hỏi của mọi người đưa ra. Và trong khi đấy thì Phan Anh cũng hát tặng mọi người rất nhiều mà mọi người yêu cầu những ca khúc về dòng nhạc Polo hay là dòng nhạc trẻ. Các bạn đang nghe thời điểm gần đây thì bản thân em cũng đang là cảm thấy cái thị trường nhạc Việt cũng như là cái xu hướng của đặc biệt là thậm chí các bạn trẻ đang thích rất là nhiều những ca khúc mang âm hưởng bolero này, trữ tình này, mà không hẳn là nó phải quá sôi động, mà các bạn thích những ca khúc nó thật trữ tình, rất dễ nghe. Thì hôm nay anh Ngọc Anh ở đây sẵn sàng dành cho các bạn những phần những món quà là những ca khúc như thế. Các bạn có thể comment ngay ở dưới đây những ca khúc mà các bạn mà đang yêu thích, cũng như là anh Ngọc Anh có những cái sản phẩm âm nhạc mới đang có cơ hội hôm nay anh cũng bật mí với mình là anh sẵn sàng chia sẻ trước, cũng như là chia sẻ những ca khúc mà đã được biết đến của anh với tất cả mọi người. Và em Vương Đức Tài cũng là một khách quen, cũng là một người quen của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ. Em có hỏi là máy của em chạy lâu thì hay bị nóng hay bị treo, không tắt được máy là làm sao hả anh? Thế theo câu hỏi này thì trong những cái số livestream trước thì mình cũng đã chia sẻ cũng như là giải đáp thắc mắc cho rất nhiều bạn. Nói chung là cái tình trạng lỗi như em Tài đang gặp phải thì có rất nhiều trường hợp các bạn đang gặp. Có thể là do hiểu đơn giản như thế này, máy của em chạy lâu, tức là chạy lâu là máy của mình đang chạy một thời gian dài thì nhiệt độ của chip cũng như là nhiệt độ của máy đang lên cao, nó dẫn tới việc cái hoạt động của nó không được ổn định. Cụ thể biểu hiện ra là máy bị treo đơ này, máy bị nóng, nhiệt độ lên cao, bị treo đơ. Thậm chí một số trường hợp còn bị nặng hơn, đó là bị ngắt nguồn, sập nguồn đột ngột. Vậy thì cái giải pháp khắc phục vấn đề này là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ làm mát máy bằng cách là chúng ta bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh và tra keo tản nhiệt, thay keo tản nhiệt mới. Cái việc này nếu như các em không tự làm được, các bạn không tự làm được thì có thể đưa qua trung tâm bên mình. Các bạn có thể chờ và theo dõi trực tiếp thao tác và được hướng dẫn bởi kỹ thuật viên.
để nếu như có thể phù hợp thì các bạn có thể những lần sau các bạn có thể trực tiếp tự làm đối với máy tính của mình, hoặc các bạn có thể đưa vào trung tâm bên mình làm, có thể chờ lấy ngay thì trong chưa đầy một tiếng các bạn có thể là cầm một xử lý, có thể cái kết quả là máy tính của bạn đơn nó mát hơn này, để tránh cái trường hợp mà như Tài đang mắc phải nhá. Hy vọng Tài thì nhanh mang máy qua trung tâm bên mình nhé. Em chào chị Hồng Nhung nhé. Chị có thể like và share cái page này và xong thì đấy em sẽ hát theo yêu cầu của chị. Chị Hồng Nhung chắc hẳn là cũng là một người rất là yêu nhạc. Chị đã comment cái bài hát Xin lỗi anh của Minh Tuyết. Không biết là lát nữa sẽ có cơ hội anh nghe ca khúc này hoặc là nhiều ca khúc khác nhé. Hy vọng là các anh chị cũng như là giao lưu chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái yêu cầu của mình, những câu hỏi của mình, những thắc mắc của mình. Chị Nhung Hồng rất là vui tính. Rất là vui tính. Chào em Thảo Ruby nhé. Mọi người có thể livestream và share cái fanpage. Sau khi đấy thì những gì thắc mắc hoặc là cũng như là về âm nhạc thì mọi người cũng thích cái ca khúc nào thì Phan Anh sẽ trực tiếp gửi cho mọi người những ca khúc mà mọi người thích. Xin chào anh Nguyễn Dũng nha. Hôm nay hy vọng là sẽ nhận được những câu hỏi của anh Nguyễn Dũng cũng như là anh sẽ tham gia chia sẻ cái buổi livestream này. Các bạn có thể là chia sẻ nhiều hơn nữa tới những người thân bạn bè của mình để có các bạn có cơ hội tham gia buổi livestream không, bởi vì là mình mong muốn là buổi livestream sẽ được theo dõi bởi rất nhiều các bạn, thật nhiều các bạn, bởi vì là nội dung buổi chia sẻ hôm nay thì được sự đồng hành của anh Phan Hoàng Anh. Không dễ gì chúng ta có dịp có thể là chia dành những câu hỏi được trả lời trực tiếp tại trong chương trình livestream, ngoài ra là được lắng nghe những ca khúc mà đã được rất nhiều người đón nhận của anh, cũng như là những dự án âm nhạc anh đã phủ, và hôm nay anh sẽ bật mí rất là mọi người. Và không như thế thì mọi người có thể nhìn phía trước của Phan Anh rất nhiều phần quà. Đúng rồi. Và lát nữa thì mọi người sẽ có được từ bên hệ thống sẽ trả lời cho mọi người và sẽ trực tiếp liên hệ cho mọi người. Khi mà bạn lý bạn đưa ra những câu hỏi, mọi người hãy nhanh tay trả lời những câu hỏi đấy là người đầu tiên. Và buổi livestream ngày hôm nay thì các bạn sẽ có cơ hội dành được nhiều phần quà khi các bạn like fanpage, chia sẻ video cũng như là trả lời nhanh nhất, đúng và nhanh nhất những câu hỏi mà chính thức là mình cũng như anh Phan Anh đặt ra trong buổi livestream này. Các bạn hãy cùng chia sẻ nhiều hơn nữa đi nhá. Em cảm ơn anh Vinh Dũng rất nhiều. Cảm ơn anh Nguyễn Dũng. Anh có anh đấy khen cho mình và anh Hồng Anh. Chắc chị không? Hiện tại đang được 15 lượt xem của mọi người có thể like và share cái clip này. Chúng ta cùng trao đổi về những cái phương pháp cũng như là những cái lỗi vặt của mọi người khi mà máy tính bị sự cố. Mọi người cùng dành những câu hỏi đi ạ. Em Dương Nguyễn có dành những câu hỏi gì cho buổi livestream hôm nay không ạ? Sếp Khánh Hưng, chào bạn nhá. Cảm ơn bạn đã dành câu hỏi. Bạn Khánh Hưng có dành câu hỏi cho chương trình. Anh ơi, cho em hỏi, con chuột lát của em đang hay bị nhảy, là do bị làm sao vậy? Chắc là bạn đang muốn hỏi là chuột cảm ứng cảm biến là touchpad hay checkpad của máy tính của bạn đúng không? Trong trường hợp mà chuột hay bị nhảy, hay bị loạn chức năng hoặc là không nhận những chức năng do nhà sản xuất đưa ra thì nguyên nhân có thể là do chắc chắn là có vấn đề rồi. Vấn đề có thể là gặp phải là do thiết bị bản mạch đang bị gặp vấn đề. Cái thứ hai là có thể do
trong quá trình sử dụng chúng ta bảo quản cất giữ nó không được cẩn thận, dẫn đến việc nó bị nhiễm ẩm, nhiễm ảnh hưởng bởi môi trường, bụi bẩn, làm cho cái việc mà sử dụng chân chu gần mà nó không còn nữa. Thay vào đó là việc rất là khó chịu khi chúng ta bị nhảy loạn chức năng này, hoặc là bị không sử dụng được các chức năng, nút chuột ấn không nhạy, di chuột con trỏ đi không đều. Đấy là những cái vấn đề. Cái mình đưa ra những giải pháp cho bạn là giải pháp cho bạn đó là chúng ta có thể kiểm đưa máy qua bên mình để kiểm tra vệ sinh lại các vị trí đi tiếp xúc xem có trục trặc gì không. Hy vọng rằng là sẽ giải quyết cho bạn là ok để chúng ta có thể sử dụng một cách bình thường. Xin chào Tường Vi nhé. Em có muốn đặt câu hỏi gì cho anh Phan Hoàng Anh không? Cảm ơn chị Dung Hồng đã dành những tình cảm cũng như là đã đang muốn để thay đổi không khí và thu hút thêm mọi người xem thì Phan Anh sẽ gửi mọi người một ca khúc nhé. Mọi người có sẵn sàng chờ đón ca khúc của anh Phan Hoàng Anh không ạ? Anh Phan Hoàng Anh muốn dành tặng các bạn ca khúc gì nhỉ? Vì có rất nhiều ca khúc mình biết đến qua lời ca cũng như là những dự án âm nhạc của anh Hoàng Anh. Hôm nay không biết là ca khúc đầu tiên anh muốn dành cho các bạn bài hát gì? Phan Anh không những hát những cái dòng nhạc của Phan Anh mà Phan Anh muốn là tặng mọi người những ca khúc mà mọi người yêu cầu để Phan Anh có thể lắng hết mình gửi đến mọi người. Vậy ngay sau đây chúng ta sẽ đón chờ ca khúc gì ạ? Phan Anh sẽ gửi tới mọi người một ca khúc Người Tình Không Đến nhé. Người Tình Không Đến em nghe là đã từng nghe của danh ca Ngô Quốc Linh đúng không anh? Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Người Tình Không Đến. Chào bạn Triệu Linh Nhi nhé. Rồi hôm nay sẽ hát bà tặng bà bạn Triệu Linh Nhi bài hát Mùa Lá Bay. Đã có rất nhiều người xem nhiều hơn, số lượng người đăng tụt lên dần lên. Mọi người yêu cầu các cái khúc nào thì mọi người có thể share và like đi nha mọi người nha. Chào Hino nha. Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì mai tình còn gian dối, và tôi đã quên nhau và cho nhau phút hẹn đầu. Còi tàu vang lên sẽ bàn đêm thật hài hùng, bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tả từ sợ tương tình chia hai lối. Và tôi chỉ xin anh nếu yêu mình xin thật lòng. Mọi người thả tim nhiều hơn nữa đi ạ. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ đã thường, đường tối về đêm nay gió khuya lạnh một đôi vai, anh đẹp lòng buồn cũng đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đánh gọi thầm tên tôi. Tôi theo lối xưa đến nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người, ngày cùng tôi đứng trong anh, đợi qua từng giờ lòng vui vui càng sao xuyên, và tôi thấy bâng khuâng lòng cô đơn lẫn hẹn hùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về hồn bao nhiêu phút giây đầu đành người theo nước trôi mau, tình yêu là thành bọt đeo vào mây
chia sẻ và yêu cầu những ca khúc nào mà Phan Anh muốn thể hiện được để gửi tặng tới mọi người. Xin chào bạn Lệ Dư nhé, chào bạn Trai Hậu Nguyễn, chào em Thảo Ruby. Nhớ nhớ lạc đường, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buồn đôi vai, ánh đèn ngập buồn cô đơn càng dệt mưa, nhớ người thật nhiều đánh gọi thầm tên tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người, ngày cùng tôi đứng trông anh, đợi qua từng giờ lòng tôi vui càng sao xuyến, và tôi bước bâng khuâng lòng cô đơn lẫn thèm thuồng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu phút giây đầu đành người theo nước trôi mau sợ. Các bạn là mọi người không thả tim công dân. Mọi người thả tim hơn nữa nào, dành nhiều tim hơn, dành nhiều tình cảm hơn cho anh Phan Hồng Anh ạ. Tình yêu là bóng hành bọt mèo vào mây ngói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Em xin chào anh Vương Minh nhé. Anh Vương Minh nhu cầu bài Cuộc Sống Không Tiền đúng không? Anh thẳng tim và chia sẻ. À, lát em sẽ hát gửi tặng anh bài Cuộc Sống Không Tiền. Thực sự là đã có rất nhiều các bạn là dành nhiều tình cảm cũng như là thả tim nhiều hơn dành cho ca khúc của anh Phan Hồng Anh. Các bạn hãy cùng thả tim và chia sẻ nhiều hơn nữa. Và đấy, mọi người có những cái thông tin gì mà đấy, liên quan đến máy tính thì mọi người có thể trực tiếp hỏi bạn Phương Lý, Phương Lý sẽ trực tiếp trả lời các bạn. Và không chỉ những hát tặng mọi người những ca khúc mà mọi người yêu cầu, Phan Anh và Lý sẽ đưa ra những cái câu hỏi rất là vui hoặc là liên quan đến lĩnh vực âm nhạc cũng như là máy tính. Nếu như mọi người trả lời đúng và nhanh nhất trên hệ thống thì những cái phần quà này sẽ gửi đến mọi người. Chắc chắn rồi đấy, bởi vì là hôm nay thì đến đây có cả anh Phan Anh cũng như là bản thân mình cũng sẽ rất là mong chờ rất nhiều câu hỏi từ rất nhiều các bạn để mình và anh Phan Anh có thể là giao lưu và giải đáp. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có những phần quà rất là thiết thực, là những là sản phẩm như là thiết bị phím chuột laptop này, USB này, hoặc là các phần mềm diệt virus bản quyền để giúp cho máy của các bạn có thể sử dụng một cách trơn tru mượt mà. Các bạn muốn hưởng những phần quà này thì hãy nhanh chóng like fanpage, chia sẻ video và sẵn sàng chờ đón và trả lời những câu trả lời nhanh nhất, đúng nhất để anh được phần quà nhé. Ngay sau chương trình thì chương trình sẽ công bố là danh sách các bạn trả lời đúng và đáp ứng đủ yêu cầu trúng thưởng để ngày mai quà sẽ trên đường tới tay tất cả các bạn. Mọi người yêu cầu Phan Anh hát thì Phan Anh cũng yêu cầu lại mình muốn chút xíu thôi, vì là khi mà Phan Anh hát thì mọi người có thể hát cái khúc mà mọi người yêu cầu ấy. Mọi người có thể share cái livestream này và thả tim cho Phan Anh. Đúng rồi, đó thực sự là những cái động lực cũng như là những cái ủng hộ của tất cả các bạn dành cho tâm huyết, cũng như là hôm nay anh Phan Anh đã sắp xếp công việc anh tới đây để tham gia livestream của tất cả các bạn nhé. Em thấy là trong cái đã có thêm nhiều câu hỏi nữa thì em sẽ dành một chút thời gian để giải đáp thắc mắc của các bạn. Ví dụ như là bạn không tên, thực sự là có tên đúng không? Nhưng có tên là lại không tên. Nhiệt độ của laptop cạc on bao nhiêu là bình thường? Bao nhiêu là cần chạy keo tản nhiệt ạ? Thực chất thì đầu tiên mình xin trả lời câu hỏi thứ hai của bạn trước khi trả lời câu hỏi thứ nhất, là bao nhiêu thì cần chạy keo tản nhiệt. Keo tản nhiệt là một chất là giúp cho việc tản nhiệt của nhiệt độ nóng ở trên máy tốt hơn. Thực ra thì cái chức năng tản nhiệt không hẳn là chỉ là ở keo. Hệ thống tản nhiệt cũng như là các cái bộ phận cấu thành bộ phận tản nhiệt của máy gồm nhiều thành phần, có thể kể ra là quạt,
phe đồng tản nhiệt, hoặc là keo là chất giúp cho việc tản nhiệt trở nên hiệu năng nó tốt hơn. Thì cái việc keo tản nhiệt thì thông thường thì ngoài việc nó là do việc là chúng ta nhiệt độ trên máy thường xuyên cao hay thấp cũng dẫn đến việc là nên nhanh chóng hay là bình tĩnh chúng ta nên thay lại keo. Nhưng mà thông thường thì keo nó có thời gian sử dụng nhất định, việc tùy thuộc không những phụ thuộc vào việc các bạn dùng nhiều ít, mà thời gian thông thường là khoảng 4 đến 6 tháng là keo đã cho thấy là chúng ta cần phải thay. Khoảng 4 6 tháng chúng ta đã nên thay keo tản nhiệt một lần. Nếu với những người mà sử dụng ít hơn thì có thể thời gian cộng thêm 1 2 tháng nữa. Đấy là cái việc mà liên quan đến keo tản nhiệt. Không hẳn là cứ nhiệt độ cao thì mới cần thay keo, mà nhiệt độ thấp thì không nhất thiết phải thay keo. Thứ hai là đối với nhiều laptop card on, ở đây là card màn hình tích hợp liền với CPU đấy, không có con chip card màn hình ở trên bên nữa, thì nhiệt độ thông thường là bao nhiêu? Thực chất đối với nhiều máy thì nhiệt độ lý tưởng nó rơi vào khoảng từ tầm khoảng 50 đến 70 độ. Khi chúng ta đo các công cụ đo phần mềm đo nhiệt độ của CPU là 50 đến 70 độ thì là ok. Trong trường hợp vượt quá nhiệt độ này thì sao? Nhiệt độ vượt quá nhiệt độ này thì chúng ta sẽ dần dần nhìn thấy được các vấn đề trục trặc của máy. Ví dụ như là tính chất mượt mà của máy sẽ mất đi, thay vào đó là những hiện tượng bị treo đơ này, bị chập chờn, hoặc là nặng hơn là bị các biểu hiện tượng cực đoan, ví dụ như là bị sập nguồn hoặc là bị đâm xanh màn hình. Thì cái việc mà chúng ta nếu như duy trì trong khung dưới 70 độ là chúng ta đang có một máy tính chạy rất là ok. Còn nếu vượt quá cái ngưỡng này thì chúng ta nên kiểm tra xem là gần đây đã bảo dưỡng bảo trì máy chưa, hoặc là đã thay kem tản nhiệt chưa. Đấy là một vài góp ý của mình đối với câu hỏi của bạn không tên. Xin chào Long nhá. Long ơi, chắc là cũng vừa mới về, em có hẹn là vừa mới từ cơ quan về thì sẽ ngay lập tức là tham gia cũng như là theo dõi buổi livestream, mà vì biết hôm nay là có anh Phan Hoàng Anh mà. Chào ông bò vẽ, em có lại câu hỏi là máy tính của em bị đơ, toàn bị tự tắt thì làm thế nào ạ? Câu hỏi này nó gần giống với câu hỏi của bạn không tên ở trên, đó là cái trường hợp của em thì đang gặp vấn đề nặng hơn, đó là máy hay bị sập nguồn đột ngột, hay còn gọi như câu hỏi của em đấy là đơ và tự bị tắt ấy. Thì cái vấn đề này có thể khắc phục được là đầu tiên là em có thể là làm máy của mình, cải thiện nhiệt độ của máy bằng cách là bảo dưỡng bảo trì, làm sạch máy, thay kem tản nhiệt mới trước. Nếu như cái vấn đề này nó sẽ giải quyết được tầm 60-70% các vấn đề mà em đang đưa ra. Trong trường hợp mà nó vẫn còn cái hiện tượng này hoặc là nó cải thiện nhưng không đáng kể thì em có thể là được kỹ thuật viên bên anh tư vấn và kiểm tra kỹ hơn để đưa ra những phương án cụ thể cho em nhé. Có một bạn fan của anh Phan Hoàng Anh, hình như bạn Triệu Linh Nhi có rất là nhiều lần là đề cập đến là việc anh Phan Hoàng Anh hãy gửi tặng tới bạn Linh Nhi cũng như là các bạn đang theo dõi livestream ca khúc Cùng Lá Bay Bay. Bài hát này thì bản thân Lý cũng rất là thích. Có rất nhiều bạn cũng là người quen của Sử Dụng Tốt Bây Giờ cũng như là fan của anh Phan Hoàng Anh. Các bạn hôm nay đang có những comment cũng như là những cái ủng hộ cho anh ấy, có rất nhiều các bạn. Chào Ngọc Anh, Bùi, Đặng Mỹ Linh, Đoàn Đức Phượng. Bây giờ thì Phan Anh sẽ lại thay đổi một cái chút chương trình nhá. Thì là Phan Anh sẽ lại gửi tặng em Triệu Linh Nhi bài hát Cùng Lá Bay Bay. Linh Nhi đã like và share cho em. Các bạn cùng chào đón ca khúc Vùng Lá Bay Bay của anh Phan Hoàng Anh. Mọi người thả tim thật nhiều nhé, khi mọi người yêu cầu thì Phan Anh sẽ hát cái bài mà mọi người yêu cầu. Và trong khi đấy thì trên hệ thống không những là ngoài hát ra mà còn rất nhiều phần quà Lan nữa sẽ gửi cho mọi người. Chị Nhung Hồng ơi, cái bài chị có thể yêu cầu cái bài khác thì em đáp ứng được lại cho chị, tại vì cái bài đấy cũng có thể là nhiều ca sĩ quá, đâm ra là fan của anh không thể nhớ hết được. Em sẽ bù đắp cho chị Nhung Hồng bài sau nhé. Hello, chị Nhung Hồng rất là mong chờ những ca khúc của anh.
chào Trường Chi nhá. Sinh nhật vừa rồi có vui không em? Hello, chào Ngọc Anh Bùi nhá. Chào bạn Đoàn Bích Phượng. Xin chào anh Nguyễn Văn Xuân. Chào em chắc chắn là tiếp tục ca khúc Phủ Lá Mây Bay nhá. Các bạn thả tim nhiều hơn nữa đi ạ. Lá mây bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó quên nhau vương chút tình trên tấm mây đôi mắt thơ ngây hoa nắng hương đầy đẹp tựa như lá mây bay nên tình anh cho ngắm vây ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua núi này từ lá me bay vương gót hài hoa bướm say từ nắng đơn bầu trên má em hồng đẹp tựa như lá me bay cũng trời xanh ước mơ ta xa nhau lúc hè về vương sắc phượng buồn néo đường hành đô khói ngập trời buồn luyến thương ơi mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong xin hiếu dùng lửa còn đốt cháy quê hương giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai em cố quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá me bay trên dòng suối biển khơi. Các bạn thả tim nhiều nữa đi ạ, cái cũng rất là hay. Mọi người ơi, tại vì là có rất nhiều người yêu cầu, đâm ra là Phan Anh sẽ hát một nửa bài.